5, 4, 3, 2, 1. Tiêu đầu bài đầu tiên bên này chính là bài tổng quan về filler. Cái bài đầu tiên này anh xin khẳng định với các bạn, đây là bài quan trọng nhất trong cái khóa đào tạo của anh và tất cả các khóa đào tạo luôn, cho dù đó là Botox, filler hay căng chỉ, thì cái bài tổng quan luôn luôn là cái bài quan trọng nhất, tại vì nó sẽ cung cấp cho các bạn những một cái nhìn tổng quát về cái thủ thuật filler là cái gì. Trong bài này nó chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ chọn lựa filler là như thế nào, có bao nhiêu loại filler trên thị trường và cách chọn lựa filler làm sao cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng của mình và từng cái mục tiêu của mình nha. Cái thứ hai nữa là sẽ có những cái kỹ thuật của filler nào và những cái yêu cầu tiên quyết để đảm bảo cái sự an toàn khi mà chúng ta thực hiện cái thủ thuật filler là như thế này, là như thế nào. Thì trong cái phần bài tổng quan này anh sẽ đề cập hết tất cả những vấn đề đó ha. Và khi mà chúng ta dùng cái bài tổng quan này để chúng ta đi vào cái phần mà kỹ thuật chi tiết từng vùng như thế nào thì nó sẽ rất dễ dàng hơn. Trong cái bài này chúng ta sẽ biết nhận biết và phân loại filler trên thị trường, tác dụng cũng giống như là chỉ định của filler, một cái quy trình chúng ta tư vấn khách hàng khi mà chúng ta một đối tượng khách hàng muốn thực hiện filler mà muốn làm đẹp thì chúng ta sẽ quy trình tư vấn như thế nào, cách lựa chọn khách hàng phù hợp và yêu cầu kỹ thuật tiên quyết. Ở đây một cái slide này nó nói lên cái sự phổ biến và cái vai trò của thủ thuật filler trên thị trường thẩm mỹ hiện tại bây giờ. Cái thống kê này được ghi nhận vào năm 2017 của Hiệp hội Thẩm mỹ Hoa Kỳ. Nó sẽ chia làm hai mảng, đó là mảng thẩm mỹ phẫu thuật và mảng thẩm mỹ không phẫu thuật. Thì filler nó chỉ xếp sau Botox về độ phổ biến mà thôi ở mảng thẩm mỹ không phẫu thuật. Đó là cái được ghi nhận ở cái nước phương Tây, châu Âu và Mỹ. Nhưng đối với châu Á của mình, cái nơi mà người ta xem cái vẻ đẹp đầy đặn, người ta xem trọng cái vẻ đẹp đầy đặn tương đương với cái chuyện là phúc hậu, và cái vẻ đẹp đầy đặn hơn là cái sự trẻ trung tương đương với sự đầy đặn, thì cái tầm quan trọng, cái vai trò của filler trong cái xã hội thẩm mỹ nó càng lớn hơn rất là nhiều. Thì cho đến thời điểm này anh thấy nha, khi mà đối tượng giới trẻ, cái đối tượng mà thực hiện thẩm mỹ, cái nhu cầu thẩm mỹ nó dần dần được trẻ hóa rồi, thì cái Botox nó lại không có nhiều vai trò bằng filler. Tại vì Botox rõ ràng là nó đang điều trị những cái nếp nhăn, những nếp nhăn đầu, chỉ định của nó là nếp nhăn đầu. Và chủ yếu nó chỉ đề cập tới cái phần nếp nhăn mà thôi. Bên cạnh đó có một số cái thủ thuật, ví dụ như là thu gọn một số cái nhóm cơ, hoặc là thu gọn khuôn mặt, hoặc là thon gọn vai, hoặc là triệt tiết mồ, nghĩa là điều trị tăng tiết mồ hôi, thì filler nó sẽ làm được rất nhiều chuyện hơn so với Botox, tại vì nó có thể tạo dáng được, nó có thể làm cho một cái gương mặt từ không đẹp trở thành đẹp, hoặc là từ đang đẹp trở thành đẹp hơn. Và chính đó nó làm cho tăng cái nhu cầu của xã hội đối với filler hơn rất là nhiều, khi mà đối tượng khách hàng của mình đang dần dần trẻ hóa. Thì các bạn trẻ hiện tại bây giờ người ta không phải là không đẹp, mà người ta đang muốn là người ta muốn đẹp hơn mà thôi, và người ta muốn tạo dáng theo xu hướng hiện tại bây giờ. Thì filler nó sẽ giúp cho chúng ta làm được cái đó rất là tốt ha. Và hiện tại giờ anh thấy nhu cầu về filler nó cao hơn rất là nhiều so với Botox và so với căng chỉ. Tuy nhiên một cái điều lo lắng của chung trong xã hội hiện tại về cái thủ thuật filler đó chính là cái độ an toàn của nó. Filler mô mềm đầu tiên được sử dụng, được FDA công nhận đó có là nguồn gốc từ collagen bò, với cái tên của nó là Zederm, nó là hãng Allergan, FDA approved vào năm 1981 cho chỉ định thẩm mỹ và điều trị. Thì đầu tiên cái filler đầu tiên không phải là người ta mục đích để người ta làm đẹp, mà filler đầu tiên để mục đích là người ta điều trị cho những bệnh nhân bị HIV mà đang sử dụng ARV. Thì những bệnh nhân, một trong những biến chứng của khi mà người ta sử dụng ARV đó chính là teo mô mỡ. Thì filler từ có nguồn gốc từ collagen bò, mục đích của người ta tiêm vào cho những khách hàng, những cái đối tượng bệnh nhân đang bị teo mô mỡ do sử dụng ARV điều trị HIV đó.